mời quý cô là chúng ta chỉ xếp một hàng ngang thôi. Một hàng ngang thôi. Xin mời cổ động viên chúng ta lui về sau sân khấu. Cô Loan lui về. Để lần sau á, tôi nhờ quý thầy sẽ dám xích ở về mé dưới đằng sau lưng dưới mông á. Rồi 1, 2, 3 thầy chỉnh ơi, hỏi nhạc dùm. Nhạc giật cái chỉnh đây. 1, 2, 3 bắt đầu.